Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu tiếp nhận lao động ở thị trường nước ngoài gia tăng là thời cơ thuận lợi để đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do vậy, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang phối hợp cùng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các địa phương trong tỉnh tăng cường tư vấn, tuyển chọn, tạo nguồn và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo cơ hội việc làm với thu nhập cao cho người lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động ở các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc rất lớn. Vị trí công việc được mở rộng, điều kiện nới lỏng hơn so với trước đây. Cụ thể như, thị trường Nhật Bản cần tuyển lao động ở các nhóm ngành nghề, công xưởng và xây dựng với mức lương khá cao. Cái thị trường lao động đi làm việc ở ngoài nước, ba địa bàn chủ yếu, một là Nhật Bản, hai là Đài Loan, ba là Hàn Quốc. Trên cái ba thị trường này thì đối với thị trường Nhật Bản là khá là ổn định, đa ngành nghề, mức lương tương đối là cao. Hiện tại công ty cổ phần thương mại Việt Nam thì đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Thì với ngành nghề chính là những ngành nghề thuộc nhóm ngành công xưởng như là cơ khí, thực phẩm, đóng gói là chính. Với mức lương thu nhập dao động từ 20 cho đến 25 triệu sau khi trừ hết tất cả các khoản chi phí, thuế, nhà ở, điện nước. Đó là người lao động là lương này là lương cơ bản chưa tính tăng ca. Còn nếu tăng ca thì có lãnh cao hơn từ 30, 32 tới 40 triệu tùy theo mức độ tăng ca và của doanh nghiệp người lao động đang làm việc. Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh An Giang có 311 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó chủ yếu tập trung ở thị trường Nhật Bản và Đài Loan, vượt 11 lao động so kế hoạch năm 2022. Năm 2022, thì tỉnh xây dựng, sở lao động xây dựng kế hoạch trình quan tỉnh là cái kế hoạch chúng ta dự kiến đưa khoảng là 300 lao động làm việc theo hợp đồng ngoài nước. Thì đến thời điểm này là đã vượt cái chỉ tiêu con số 300, khoảng trên 311 em đã tham gia thị trường, ba thị trường, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Để tạo điều kiện cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành nghị quyết số 17/2020/NQ-HDND quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người lao động tham gia xuất khẩu lao động thuộc hộ khó khăn về kinh tế, bộ đội xuất ngũ, công an phục viên sẽ được vay tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng tối đa là 100 triệu đồng một lao động. Đồng thời được hỗ trợ với mức khoán 5 triệu đồng một lao động từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ chi phí đào tạo, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí đi lại, lệ phí cấp hộ chiếu, cấp phiếu lý lịch tư pháp, chi phí khám sức khỏe, vân vân. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh An Giang phấn đấu đưa ít nhất 1.500 người tham gia xuất khẩu lao động, bình quân mỗi năm có ít nhất 300 lao động, trong đó tập trung thị trường thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp ngành trong tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao động ở các vùng nông thôn, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường nghề, bộ đội xuất ngũ, tiếp tục tổ chức khảo sát thị trường, thu hút tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và lựa chọn những thị trường lao động có tiềm năng thu nhập cao để tuyển chọn, đưa người lao động đến làm việc, vân vân. Năm 2022 thì chúng tôi đã làm, tới thời điểm này đã làm được một cái phiên giao dịch việc làm tại huyện Phú Tân, còn lại tất cả các huyện lân cận còn lại là 13 điểm cái tư vấn trên địa bàn. Rồi hướng đây sắp tới cuối năm 2022 thì trung tâm phối hợp với các huyện còn lại, ví dụ như Chợ Mới, Thuận Sơn, nhân dân để tiếp tục thực hiện công tác cái kết nối cung cầu của lao động với doanh nghiệp, đặc biệt là công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Với những giải pháp đã và đang thực hiện sẽ giúp người lao động tiếp cận được thông tin, có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, thu nhập cao, ổn định cuộc sống.